Giờ em chuẩn bị test lỗ một siêu phẩm Du Trai 4108 cho em Quảng ở Phù Yên Sơn La Bắc, cái gì kìa, Quảng Yên à, Bắc Yên Phù Yên Sơn La nhá. Em ấy đi mấy trăm cây số xuống đây ấy, có hỏi trước mấy ngày rồi, và hôm nay xuống chọn hai con máy để chọn một con Du Trai 4108 này. Em sẽ giới thiệu qua vòng tua, là vòng tua của nó là 2000 2008, 96 kW, mã lòng của nó là 1.08 nhá anh em nhá. Máy này thì lắp trên con xe 5 tấn chiến thắng này, với lại Trường Hải 6 tấn, tất cả đều là máy này hết. Con máy này tình trạng nó đẹp như thế nào, còn zin hay không thì em sẽ quay từng tí một cho anh em cùng xem và cùng biết. Đây, bơm kim nguyên zin hết này, lốc cái máy chạy ít này, vẫn còn nguyên vào zin. Du Trai thì đặc điểm của nó là màu lông chuột, màu lông chuột này anh em này, màu máy chạy rất là ít, tất cả nguyên zin, chưa một tí rong keo nào. Ốc quy lát nguyên zin hết. Máy chạy ít này, turbo này, chạy ít này. Anh em xem này, chưa có một, vẫn chưa bị rỉ nhá. Đây, hai bên dài lốc mới tinh, nguyên zin hết. Và nói thật với anh em là chỉ có máy nghĩa địa, máy nhập từ bên nước ngoài về thì nó mới được đẹp như này thôi anh em ạ. Ốc quy lát này, tất cả này, dây co dầu tất cả, còn chưa có một con ốc nào, chưa có một con ốc nào có sự can thiệp của kali cả này. Anh em đến những cái bơm nước này, máy còn zin hết này. Tất cả chưa một tí gioăng keo đó nha, gioăng xịn của nhà máy này. Tất cả nguyên zin đét luôn, từ A Z. Chưa có một con ốc nào động chạm cả. Đẹp quá anh em ơi. Đẹp rực rỡ luôn. Lổ đi em ơi. Giữ máy đây. Đây, phát lổ luôn nhá. Ra đi. Phải cho cao su lên để đỡ cho. Có cả nó lượng lần gần. Bơm hơi khỏe chưa? Cái đó. Nó kiểu là nó có để nghiêng máy xuống này, tí nó phụt đi là hết mà. Chào. Không có một tí đổ hơi nào luôn. Ga tí nữa. Khỏe chưa? Quá êm luôn. Không có một tí đổ hơi nào nhá. Không khói, không đổ hơi. Không khói nhá. Quá chất. Bây giờ dầu nó mới lên đều, nổ mới êm rồi nha. Máy zin là tiếng nổ nó khác hẳn. Không có một tiếng gì luôn. À, người mình vòng quay của nó phải ra cái hơi đấy, chứ mà nếu mà có khói ra nó mới là có hơi thừa, hiểu không? Ôi, nhìn là đéo rồi, không có đéo đâu. Có là có, và không có là nhìn thấy ngay. Hơi chắc nhở, chắc lật luôn. Nhiên còn chẳng có hay xoay gì. Nhiên còn đéo có hay xoay gì. Em du luôn nhá. Đấy, ra đi. Khỏe chưa, khỏe chưa. Máy nó êm như thế. Em sướng tay mà. Ở đâu rồi, lượng là lấy cái này tắt đi.
máy nổ khỏe, máy zin nó phải như thế nhá anh em nhá, không có một tí khói, không một tí đổ hơi nào, máy zin tiếng nổ nó chắc lịch luôn nhá anh em nhá. Rồi ông em tận Sơn La ấy, tận Sơn La về đây ấy, quá chất. Vừa rồi em vừa test nổ xong siêu phẩm du trai 4108 cho đi theo các anh về Bắc Yên, em Quảng ở Bắc Yên à? Bắc Yên, Phú Yên, Sơn La nhá. Em Quảng em có điện cho em cách đây 2-3 ngày rồi. Ông một một ông em sinh năm 98 nhưng cũng có vài đầu xe với lại một hai con máy xúc ấy, máy múc ấy. 98 rồi nhưng trẻ tuổi ông cũng thế là giỏi rồi đấy anh em ạ. 98 năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ? Hai mấy nhỉ? 25. Lúc em 25 là em vẫn đang đi học, vẫn ăn bám bố mẹ thôi anh em ạ. Chưa làm được một cái trò trống gì cho đời cả. Thế mà ông em bây giờ nó có cả con máy xúc cả tỷ rồi, lại cả mấy con máy xe ô tô nữa. Đúng là tuổi trẻ tài cao ấy. Hôm nay em ấy xuống đây, chọn xuống phát có hai con em ấy chọn luôn đấy, một trong hai. Đây cho... rồi. Rồi em ra đây đấy, 98 nhá. Của Bắc Yên, Phú Yên, Sơn La đấy. Bắc Yên, Phú Yên. Bắc Yên, Phú Yên à? Vâng. Phú Yên, Sơn La. 4108 máy zin hết. Con này về lắp vào con xe mấy tấn nhỉ? 5 tấn, chiến thắng à? 5 tấn chiến thắng nha, máy của em ấy bị hỏng rồi. Sau bảo là em có xem trên mạng biết đến cơ sở của anh, thấy anh làm cũng ok ấy, hôm nay em xuống mua máy. Đây. Con máy này còn zin tất cả, còn zin nhá, bơm kim kẹp chế hết anh em ạ. Máy cực đẹp luôn. Chưa có một tí tròn keo nào, tất cả nguyên bản hết này anh em ạ. Doang của nhà máy à, lốc. Máy chạy ít à, anh em nhìn máy chạy ít à, lốc liếc à, của nó này, cái màu sơn của nó vẫn nguyên bản này, chưa một tí tròn keo nào luôn này. Cực mới luôn. Đây, lốc các thứ này, anh em xem này. Đấy. Quá đẹp. Máy đẹp lắm. Tinh điển luôn. Đấy. Chúc cho em Quảng mua con máy của bên cơ sở động cơ ô tô Hưng Thịnh về dùng thật bền, dùng thật tốt nhá. Mong sao nó mang lại cái giá trị nhiều hơn nữa với số tiền mà em đã bỏ ra mua nó. Thực sự là lúc nào mong sao lúc nào nó khỏe mạnh, chạy băng băng trên đường. Máy quá chất, zin đét từ A đến Z rồi. Máy này về chạy thì gọi là cứ phọc về đường rừng núi thì chạy chở cái gì nhỉ? À chở sắn à? À buôn sắn thì có tiền biết là buôn sắn là đúng rồi đấy. Nếu mà các anh em có xem được video ấy, có thấy hay, thấy thích thì mong mọi người hãy ủng hộ em một lượt đăng ký kênh YouTube, một lượt follow kênh TikTok nha, hoặc là một lượt like, em xin chân thành cảm ơn. Nếu mà video mọi người xem được nó chưa đúng với cái nhu cầu sản phẩm mà anh em đang tìm kiếm ấy thì mong mọi người hãy ấn vào ô tìm kiếm trên góc màn hình điện thoại và góc màn hình TV của mọi người. Em xin chân thành cảm ơn. Hẹn gặp lại tất cả các anh em ở những video tiếp theo nhá.